cố lên em, cố lên em. Anh tin tưởng ở em, thù má. Nè, farm này luôn, hai thằng luôn, thằng nào mình cũng tin tưởng á anh em à. Thằng nào mình cũng tin tưởng hết á. Đi cơ lạnh, cố lên nha, đi cơ lạnh đây. Cố hết sức thôi. Kèo chua lắm hả? Thầy ơi, đủ má, đúng rồi, kèo này hơi chua đó. Đù má này, rủ này thêm kèo đi. Đù má, kèo này có bộ ngon rồi nha. Coi cu nó đánh nè. Đồ mẹ coi cu đánh nè. Thằng nào bắt cu đâu, tao bắt đi ca lạnh đó. Tao bắt đi ca lạnh đó. Thằng nào bắt cu. Ê, vâng anh chị em mình ai đang xem lát. Thằng nào thắng hỏi nó quốc chung kết luôn không? Đủ má, lát hỏi nó quốc chung kết luôn không? Để coi, đủ mẹ. Cố lên, cố lên, cố lên. Dứt lồn đi cái lạnh này chiên da nha. Lồn đi cái lạnh này chiên da vô không bao giờ quýnh á. Đủ má chạy không à, hết giờ. Chạy hết giờ, gần hết giờ mới xuống dứt. Hôm qua đi cái lạnh này anh thua xuống cu này một hiệp nè. Ngày hôm nay coi hiệp sao nha, coi sao nha anh em. Thằng nào bắt Sun Goku, thằng nào bắt Sun Goku. Hôm qua tụi bay thấy Sun Goku quýnh hay quá, nay tụi bay bắt Sun Goku hả? Hôm nay tụi bắt đi ra lạnh nè. Chết mẹ rồi, đi ra lạnh bị giọt dính rồi. Để coi, đù má Nga Mi này coi. Đù má Nga Mi này gọi là thua Nga Mi kia 15 chậm nha. Nga Mi này thua Nga Mi kia 15 chậm nha anh em. Nhưng mà Nga Mi này nó binh cái gì ạ? Đù má binh phục hồi thể lực. Một lần coi nhiêu? 12. Đù má mạng nhỏ này, Nga Mi này có phản đòn cận chiến. 12, 24. Đù má không biết Nga Mi kia nhiều nha, Nga Mi kia không biết nhiều nha anh em. Lát ra coi Nga Mi kia cái coi. Trận này là đi cái lạnh thắng mẹ rồi. Đủ má, tao thấy là cái màu là tao biết rồi. Sun Goku chọn không nổi đâu. Minh Quyết hả, mày bắt Sun Goku 2 triệu hả? Trời ơi, đủ má này chắc ăn quá vậy đó ba. Thế tao bắt đi ra lạnh đó, tao bắt đi ra lạnh đó. Chưa chắc đâu mấy ông nội ơi, đừng có dội. Thần chì đủ má, thần chì còn chết chứ đi ra lạnh mà bay giỡn hoài mày. Cỡ thần chì còn chết chứ đi ra lạnh mà đâu có chị điên đơn, chuyện đơn giản đâu mấy ba. Ghê à má, mấy anh em nó ghê ta. Cỡ thần chì mà còn chết chứ đi ra lạnh mà. Xuống quốc đi đây cái lạnh ơi, vô đó được rồi em ơi. Đủ má em chạy hoài, anh mỏi rồi đó. Đi cái lạnh này hôm qua thằng đi cái lạnh kia cũng là Nga Mi luôn, nhưng mà thua Sun Goku. Ngày hôm nay thử coi gọi là đi cái lạnh một này có chiến thắng được Sun Goku hay là không. Vẫn chơi được mấy ba, bắt kèo lỡ công an bắt chết mấy ông nội. Morning Chicken. Chứ cái này hãy nhắm mắt tao cũng biết gọi là thằng DK lạnh thắng nữa chứ đừng nói. Trời ơi, đủ má chọt ghê vậy. Trời ơi, chạy em. Đúng rồi, lên ngựa. Hay quá mấy em ơi. Đó, nó chọt em mấy cái nhưng mà em xuống em chụp lại mấy cái là lấy lời em à. Hay lắm, đúng rồi. Đó. Chạy em. Thì như ban này nhiêu làm chậm vậy? 120 làm chậm không chơi lại em đâu. Ok mày Minh Quyết,
tham Quỳnh đi Minh Quyết, thụ riêng mày dứt. Trời ơi hay quá đi cái lạnh ơi, trốn lẹ lẹ nè. Đi cái lạnh. Má cố lên đi cái lạnh ơi. Ok mày mà quyết tao, ok mày mà quyết. Trời ơi đủ máy ghê à, Thiên Bang đáng 7, tụi mày chắc ăn quá. Tụi mày chắc ăn quá, đáng 7. Cố lên đi cái lạnh ơi, anh em tin mày á, cái lạnh ơi. Thắng bại tại kỹ năng anh em à. Tôi tin tưởng đi cái lạnh nãy giờ quýnh cũng ghê lắm chứ bộ anh em. Đâu giỡn được anh em. Đó anh em thấy không, chụp lấy. Chết mẹ bị tọt ngay em, trời tọt ngay háng luôn hả. Né nha em, đúng rồi đó. Em cứ chụp cho anh, đúng rồi, xả thể lực ra em. Nếu mà xả vừa thôi, lát hết thể lực là quýnh chết mẹ luôn á em à. Xả vừa thôi nha em ơi. Vâng anh chị em, mình thấy hiện tại là kèo Nga My và Thiên Bang này anh em thấy gọi là ai có thể gọi là bước vào vòng trong anh em. Nhưng mà theo Tú nghĩ là DK Lạnh sẽ vào được vòng trong anh em à. Tú tin, vẫn tin điều đó. Trời ơi, đủ cố lên em ơi. Trời ơi, ủ em để tọt ngay quá em. Má DK Lạnh này đủ quá, như bị hơi cúng giò với Xuân Cô Cu này sao á. Thần chì em còn chơi tốt mà, thần chì mà nó quýnh cách đủ 80k luôn à. Thì cỡ Thiên Thương này ăn nhầm gì anh em. Trời ơi đủ má em, đứng lại cho tọt kiểu này là chết rồi. Đúng rồi, hay lắm em, đúng rồi đó. Lên ngựa chạy em. Trời ơi không chạy luôn hả. Đó, hay lắm em ơi. Giỡn hoài. Hay lắm em ơi, chạy em ơi. Trời ơi em vội quá. Đúng rồi nhưng mà không sao, chọt nhẹ không sao. Trời ơi ngay luôn rồi, ngay bao tử luôn rồi. Không sao, chưa sao. Bác sĩ nói chưa sao. Đúng rồi em để nó vậy đó. Ồ đúng rồi em để nó cho anh. Đó để nó cho anh. Đó cứ lên ngựa đẩy vậy cho anh. Đừng có để cho nó tọt nhiều quá nha. Anh thấy là nãy giờ em quýnh ăn đam rồi đó. Cố lên em. Anh đang tin tưởng em, đừng có làm cho tụi kia gọi là làm bi quan em. Tụi nó đá ăn 7, ăn 8 gì kệ mẹ nó đi. Em cứ tiếp tục đánh như vậy cho anh. Tại sao anh em biết không, tôi lúc nào tôi cũng gọi là ủng hộ gọi là cái kèo ngược lại. Anh em mà đang đá kèo Thiên Bang là tôi sẽ gọi là bắt ngược lại là Nga My, không? Nếu mà anh em bắt Nga My là tôi sẽ bắt Thiên Bang. Tôi lúc nào cũng thích gọi là binh kẻ yếu anh em à. Đúng rồi em ơi. Đó, đúng rồi, chạy tốt. Hay quá em ơi, chạy tiếp em ơi. Trời ơi, hay quá Nga My ơi. Ok, anh em muốn mở tiếng thì tôi mở tiếng cho anh em nghe. Hay quá Nga My ơi, Nga My. Dứt. Đó, dứt, trời ơi, hay quá. Dứt, đúng rồi, trời ơi. Trời ơi, Nga My quýnh đẹp à. Trời ơi vô thế luôn, Nga My quýnh đẹp quá má ơi. Thiệt á, Nga My quýnh đẹp quá má ơi. À, trời ơi đủ mẹ đâm cho ớ kìa. Trời ơi đâm rồi, trời ơi chạy em, đúng rồi em. Trời ơi đúng rồi, đừng có để đâm nha em, nó đâm cái là xìu bóng luôn á. Ai nói Nga My thắng đâu, cho xin phím một cái coi. Ai nói Nga My thắng cho xin phím một nè. Ai bắt Nga My cho xin phím một nè. Coi có đồng minh không nha. Coi có đồng minh không nha quý vị. Đó, tôi thấy là có thằng nói chết mẹ Thiên Bang rồi đó. Trời ơi, Nga My nhiều dữ vậy ta. Ai bắt Nga My nhiều dữ vậy ta. Trời ơi, Nga My nhiều dữ vậy ta. Trời ơi, lấy phong độ lại em ơi. Trời ơi, lấy phong độ lại cái em ơi. Lấy phong độ lại cái em ơi. Cố lên em ơi. 2 phút, còn 2 phút nữa thôi em. Giữ phong độ xíu nha em ơi. Đúng rồi, trời ơi đừng có cho nó tọt ngay cái đầu con ngựa là chết luôn á.
Thôi ông. Má công nhận 160 làm chậm nó chạy đã thiệt à. Vừa dính băng cái nó chạy liền, công nhận 160 làm chậm có khác nha anh chị em. À, nhẹ à, chưa sao em, cái đó chị gọi là khiều đít ngựa thôi mà, chưa sao hết. Trời ơi, đây cái lạnh vợ xả, đây lộng, thằng Sukuku vợ đang xả thể lực. Xả thể lực các bạn. Lên ngựa em ơi. Trời ơi, đây cái lạnh quýnh nét quá vậy ta. Thằng này chắc đệ tử ruột của sư Thanh Tiệt Sư Thái quá. Thằng này chắc đệ tử ruột của Thanh Tiệt Sư Thái quá. Ủa sao giờ anh em nói ngâm y win rồi là sao? Trời ơi, nào bắt đi vô bang nữa đâu. Trời ơi, ngâm y này chắc đệ tử ruột của Thanh Tiệt Sư Thái quá. À, quýnh đi háng luôn ngâm y cùng thắng nữa chứ đừng nói. Ủa bây giờ quýnh đi thả ra quýnh đi háng luôn á. Nè, Nga My nó gác con Thiên Dương này phải 30k. Phải 30k điểm vô là ít á. Để anh em coi phải không. Ừ, cái này hả, quýnh đi háng luôn. Nga My cũng win nữa chứ đừng nói. Chuẩn bị hết giờ anh em ơi. Dứt nó. Đúng rồi, dứt. Trời ơi, chạy đâu. Nga My win. Đồ mày tí chưa. Nè thấy không, trời ơi, nó gác nhiêu 70k luôn chứ đừng nói 30k. Ê, quốc chung kết, chung kết luôn không. Hay hơi, hay quá em ơi, hay quá Tiên Như Quang ơi. Hay quá em ơi, hay quá.